Đến giao hàng không gặp chủ nhà, gọi điện không bắt máy, shipper bức xúc ném hàng xuống đất bị camera an ninh ghi lại. Ban đầu anh shipper vẫn vô cùng bình tĩnh, lịch sự bước vào tận trong nhà, gọi tên người nhà và mở cửa ra để xem thử nhưng không thấy ai. Cũng như không có ai lên tiếng trả lời, gọi điện cho khách hàng ra kiểm tra và nhận đơn thì lại không nhận được phản hồi. Trong cơn nóng giận nhất thời vì cho rằng mình lại bị bơm hàng, thế nên anh shipper đã lớn tiếng chửi vài câu rồi ném thẳng gói hàng xuống đất. Lực ném mạnh đến nỗi bên ngoài gói hàng đã có chút biến dạng. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, anh giao hàng đã cúi xuống nhặt lại gói hàng rồi thất thiểu đi về. Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng anh shipper đã hành động thiếu suy nghĩ khi tùy tiện ném hàng của khách, của shop chỉ vì một chút bức xúc cá nhân. Trong đó, người khách đã lên tiếng cho rằng bản thân bận con cái, bận làm mẹ nên không thể kiểm tra điện thoại thường xuyên được. Tuy nhiên, một số người khác sau khi xem kỹ đoạn clip đã cho rằng chủ nhân đơn hàng đang trốn trong nhà nên mới biết được hành động ném hàng của shipper mà kiểm tra camera rồi đăng tải lên mạng xã hội. Một số ý kiến được mọi người để lại, nhất định là bà này bơm hàng, bà núp trong nhà đó, thế mới biết người ta vứt hàng mà lấy video đăng lên. Tùy tiện ném hàng là không đúng rồi, nhưng phải nghĩ tới cảnh nhiều khi người ta đi tìm nhà đỏ con mắt ra, xong đến nơi không thấy ai, gọi không nghe máy thì bực thật sự. Đã đi làm nghề gì cũng phải có tính nhẫn nhịn, nhất là làm công ăn lương, còn không thì chịu khó quay về nhà làm chủ là khỏi cọc, khỏi quạo với ai hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.